Ai sẽ là cái nạn nhân đầu tiên đây? Ôi rồi ôi, tại sao lại là Vu Hùng? Ôi rồi ôi, Vu Hùng ơi, tôi quả này thì tôi xong rồi. Hôm nay tôi sẽ kể cho anh em nghe câu chuyện của tôi. Ba lần gặp Vu Hùng và cả ba lần tôi đều đến như một cơn gió và mang theo nhiều niềm đau. Ôi rồi, đẩy kinh quá anh em ơi, về bao nhiêu máu đây? Vãi, 27 máu. Mẹ ơi, sau 3 lần gặp tôi thì Vu Hùng bây giờ chỉ còn 27 máu đấy ạ. Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui được gặp lại anh em trong một cái ngày cuối tuần đẹp trời như ngày hôm nay. Chúc anh em có một cái ngày cuối tuần đi chơi vui vẻ. Và đừng quên là đi chơi xong thì về xem clip anh em nhé. Bởi vì nếu mà anh em không xem cái con game ngày hôm nay thì tôi đảm bảo với anh em luôn, anh em sẽ rất tiếc. Những trận đấu hấp dẫn nhất, những đội hình độc dị lạ chỉ có trên Game Today vào dịp cuối tuần thôi anh em nhé. Anh em cứ tin ở tôi, hay lắm. Ngoài cái việc là tôi build cái đội hình nó hay ho ra thì hôm nay tôi sẽ tiết lộ cả bí kỹ nữa. Thế nhá anh em nhá, chúng ta bắt đầu rồi. Rồi vào đầu clip thì tôi xin được cảm ơn anh em Ngô Minh Hoàng đã donate cho tôi. Và tôi cũng xin được cảm ơn anh em Hiếu Thiếu Muối đã tiếp tục gia hạn hội viên, đăng ký hội viên trên kênh để ủng hộ tôi. Rất là cảm ơn hai anh em. Rồi, trận đấu này thì tôi sẽ nói luôn là tôi chơi cái gì luôn cho anh em đỡ phải coi như là hóng hay là anh em tua đến cuối game. Đấy là hôm nay ấy, theo rất nhiều những cái yêu cầu, đấy, những cái nguyện vọng của rất nhiều anh em ở trên kênh ưa thích cái bộ siêu đẻ, là hôm nay tôi sẽ chơi lại bộ siêu đẻ trong cái dịp cuối tuần này anh em nhá. Đấy, anh em thấy hấp dẫn chưa? Siêu đẻ anh em nhá, rất nhiều anh em thích chơi đấy. Tuy nhiên, trước khi chúng ta đến với con game này thì tôi cũng xin được cảnh báo trước với cả các anh em đang có cái tâm trạng không được vui trong ngày hôm nay, hoặc là không thoải mái, hoặc là hôm nay anh em vào một cái con game nào đấy của anh em mà anh em gặp bộ siêu đẻ, thì tôi cảnh báo với anh em luôn nhá là anh em không nên xem clip này, bởi vì nó sẽ khơi lại cái nỗi đau của anh em nhá, ký ức của cái sự đau đớn nó sẽ ùa về. Nên là tôi nghĩ là anh em, tốt nhất là anh em nếu mà anh em bị ý, hôm nay anh em bị cái thằng nào đấy nó chơi siêu đẻ mà nó đẩy anh em thì tốt nhất là anh em không nên xem clip này. Đấy, còn nếu mà ngày hôm nay ý, anh em gặp đối thủ chơi bộ siêu đẻ để tràn nhà coi như là đập chết anh em đấy, mà anh em lại vẫn xem clip này thì tôi phải ngả mũ bái phục cái độ dẩm khô của anh em. Nhá anh em nhá. Rồi, và cái bộ siêu đẻ anh em cũng biết rồi đấy. Cái con cây hôm trước nó lên được 3 sao và nó đẩy cực kỳ kinh khủng luôn. Nó đẩy cho nhà đối thủ coi như là mất một round, mất gần 30 máu. Đó. Thế nên là hôm nay ý, tôi cũng sẽ lùi con cây lên 3 sao. Tuy nhiên có một cái điều khác biệt giữa cái hôm nay và hôm trước. Đấy là hôm nay gấp đôi siêu đẻ anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ lùi hai con cây 3 sao, hai con cây 3 sao và kẹp mèo. Đấy, tức là chúng ta sẽ có 3 con cây 3 sao anh em nhá trong ngày hôm nay. Đấy. Chúng ta sẽ có 3 con cây 3 sao và gấp 3 lần siêu đẻ chứ không phải là 2 lần siêu đẻ nữa anh em ạ, khi mà tôi kẹp thêm mèo nữa. Ok. Anh em đã thấy cái độ dẩm khô chưa? Ôi dồi ôi, cứ tưởng tượng đối thủ chết rồi, nỗi đau nhân 3 anh em ạ. Dẩm khô nhân 3 luôn. Dã man thật sự. Trời ơi. Đây bây giờ tôi đợi con cây đây rồi, tôi có cái blink rồi anh em ạ. Tôi đã lắp cái blink rồi. Bây giờ chỉ còn đợi con cây lên được 2 sao thôi là chúng ta bắt đầu đi đẩy. Chúng ta bắt đầu đi đẩy anh em ạ. Dã man chưa? Đấy, đã có coi như là xác định từ đầu là sẽ chơi theo cái kiểu là đi đẩy từng nhà một, hy vọng là trong trận đấu này không ai chửi tôi. Kẹp đỏ nhỉ? Rồi cứ từ 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 tốn thôi anh em, từ tốn thôi, từ tốn thôi. Đây, 3 warrior đã này. 3 warrior kẹp beat kẹp đỏ. Vẫn đang có một con đẻ ở đây nha anh em nhá. Đây, con này mạnh hơn. Đây, đang chúng ta đang có con Skull Hunter là nó cũng có cái tác dụng đẻ. Đấy. Rồi tôi cũng lắp blink cho Skull rồi thì một round là nó sẽ phải đẩy được 2 lần, nó sẽ phải gọi ra được 2 con. Đấy, thêm được 2 máu, đầu game đã thấy là đã thấy đây là căng thẳng rồi. Căng thẳng cho các cái người còn lại trong game rồi. Đấy, anh em thấy không? Căng chưa? Không có eco hay kiếc rồi nhá anh em nhá. Up cấp luôn. Xác định là chơi đẩy là phải slowball anh em ạ. Slowball. Rồi chào, để chào anh em kỳ thủ về đã. Ui dồi ôi, nhìn Vu Hùng này có vẻ đẩy nhiều anh em ơi. Vãi,
đẩy Vũ Hùng 7 máu ạ. Ui, mới có round 5 đẩy Vũ Hùng 7 máu. Chết chết rồi, tôi cũng phải nói là cay thay cho đối thủ. Ô, hay là chúng ta chơi Warrior nhỉ? Ôi không, tôi không chơi Warrior đâu. Chơi Warrior anh em lại anh em lại chửi. Anh em là hay một cái kiểu gắt gắt đấy lắm. Tôi mặc dù là đôi khi là tôi chỉ đùa thôi. Tôi chỉ nói đùa anh em thôi. Nhiều khi tôi lại đùa cái mà anh em vào anh em comment, anh em bảo tôi lừa anh em. Đấy, tôi lươn lẹo. Chán anh em thật. Làm gì căng, đùa tí, làm gì đâu. Trời ơi. Tôi là thật với anh em và tôi là hơi bị chiều fan luôn đấy. Anh em không tin, anh em cứ thử xem là anh em thử xem kênh khác có kênh nào như tôi không? Anh em yêu cầu bộ gì tôi chơi bộ đấy không? Đấy, anh em thích cái gì tôi chiều cái đấy không? Làm gì có anh em ơi. Không phải ai cũng chiều fan như tôi đâu. Trời ơi. Đến cái mức độ mà hôm trước ấy tôi không làm được cái bộ gót bọ cạp mà tôi còn phải là coi như làm hai clip. Đấy, clip hôm trước không làm được, làm luôn, clip hôm sau làm luôn. Anh em biết được cái độ chiều fan nó như nào đấy. Úi, đấy rồi, ui, có mèo luôn. được đấy, hay quá nhờ. Đây rồi, à, bỏ gì ra đây, up cấp luôn nhở. Ờ, hay là up cấp luôn. Có chơi Warrior không? Up cấp luôn anh em ơi, cần gì. Bây giờ nhá, tôi bán cái con này đi này. Đủ tiền up cấp luôn này. Đấy, cho Berlin con này luôn. Ok chưa? Ui rồi, tuyệt vời anh em ơi. Bây giờ thì mới gọi là gọi là hơi xót xa thôi. Hơi đau khổ đối với đối thủ thôi. Chứ nó chưa phải là đau lắm đâu, nhưng mà nó cũng sẽ rất đau. Nó cũng sẽ rất đau đấy. Nó cũng sẽ rất đau đấy. Không đơn giản đâu. À, clear king đấy. Ôi, clear king đấy nhỉ. Ô ô kìa, ok kìa. Đừng bảo thua nhá. Đừng mà thua nhá. Ê. Ê. Ui, được không? Ui, được. Nhưng mà đẩy không nhiều lắm nhờ. Đẩy không nhiều lắm nhờ. Người đầu tiên có vẻ hơi ít. Ờ không, không ít đâu. Này, đẻ thêm phát nữa này. Ôi xời. Được chưa anh em ơi, 6 máu là ít. Đấy. 6 máu. Ơ. Abyssal này. Trời ơi, tôi vừa bán Aquaman xong anh em ạ. Nếu mà để Aquaman vừa lấy là lên được Aquaman 2 sao rồi đấy. Tiếc quá nhở. Thực ra vừa lấy không bán Aquaman thì lại không up được cấp. Mà không up cấp thì cái round vừa lấy thua. Thực ra là nó cũng đúng, nó vẫn đúng thôi. Cái việc up cấp vừa lấy là nó cũng đúng thôi anh em ạ. Nó cũng không sai. Nếu mà round vừa rồi mà không up cấp lên là chắc chắn thua. Đấy, chắc chắn thua. Không có 3 Warrior round vừa rồi là thua rồi. Ôi nhưng mà round này có thua không? Này trông gặp Hunter có thua không nhỉ? Không, không thua đâu. Con cây nó vẫn còn sống. Và nó vẫn tiếp tục đẻ thêm một cái lượt nữa. Ây da. Cũng nhiều đấy. Ừ. Được chưa bạn ơi? Được. Rồi. À đây rồi. Ui. Cây búa. Con này 2 sao cũng được. Tăng cơ này cũng ổn. Nhưng mà thay con gì ra? Thay con này. Ok. Rồi. Bán luôn, không chơi anh em ạ. Không chơi. Mặc dù là ra hai con đấy nhưng mà thôi. Ra hai con Abyssal Guard, ra hai con Berserker nhưng mà tôi có chơi bộ đấy đâu. Hôm nay tôi bảo tôi chơi siêu đẻ mà. Đấy nhá anh em nhá, không chơi Warrior. Không chơi Warrior, hôm nay chơi siêu đẻ luôn. Đấy, xác định chơi siêu đẻ luôn cho anh em vui. Ôi kìa, thằng này khỏe này. Ui tuyệt chết rồi, thằng này clear kinh ấy. Có ăn nổi không? Ui vẫn ăn được anh em ơi. Mà thậm chí là tôi còn đẻ kinh nữa. Đẻ rất kinh. Ui dồi ôi, đẩy kìa. Chết rồi, gặp thằng nào cũng đẩy cả chục máu như này. Càng quá nhờ. Ui dồi ôi, 13 máu anh em ơi. Round 9 đẩy 13 máu. Rồi bây giờ tôi thêm 2 cây nữa tôi kẹp mèo à nhỉ. Trời, thế thì thằng nào nó chịu được. Như thế thì ai chịu được đây. Tí phải kẹp thêm cả con CM vào anh em ạ. Cho CM với 2 cây với cả con mèo vào cho đẻ cho nhanh. Đấy, kẹp cả con sâu nữa. Cho sói. Khắm thật đấy, ác ồn. Công nhận nghe thì ác rồi. Rồi xem cái đồ này cho quả ngọc giảm hồi chiêu nhỉ.
Giảm 20% gọi đệ. Được không? Được không? Hay là cái gì nhỉ? Nó gọi là cái hổ phách à? Đúng không? Cái hổ phách cũng được. Giảm phần trăm gọi đệ. Đệ chết lại tăng phần trăm lên. Giảm phần trăm. Được không? À hay là chúng ta kẹp con orc này vào cũng được này. À, đây tôi ghép luôn cái BKB luôn. Kẹp orc vào được. Kẹp con orc nó đẻ nó bắp cho con cây nó đẻ liên tục ấy, đẻ hai lần luôn. Lên 10 kẹp orc. Lên 10 bây giờ chưa kẹp được con mèo vào anh em ạ. Kẹp con orc vào là được. Ok. Thằng này kiểu xả tiền để cắt chuỗi ấy nhờ. Dạ bạn ấy. Được đấy bạn ơi, có cắt được không? Cắt được không? Ghép BKB rồi bạn ơi. Ồ. Ghép BKB. Ồ. Được không? Ê. Được không? Ui. Ui được không đấy? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Khá khen cho bạn cắt chuỗi tôi. Ui rồi, nhưng mà tôi lại gọi đệ kiếp kìa. Thế thì solo bật BKB lên rồi. Ui rồi, đẻ thêm một lứa nữa. Thế là lọt là cũng nhiều luôn. Rồi 8 máu à, đúng không? Cười đấy. Ok. Rồi. Đấy, cho con orc này vào. Đấy, bắp cho con cây nhá. Nhớ bắp cho cây. Ác chưa, ác chưa. Thực ra cái đội hình này nó không có đam anh em ạ. Nó chỉ gọi là lấy thịt đè người thôi. Vì cái độ trâu cũng như là cái độ gọi ra nhiều đệ thôi. Sau đó thì cứ câu kéo thời gian càng lâu càng tốt. Đẻ càng nhiều đệ thì càng khỏe. Đấy, chứ còn đam thì nó chưa có con co đam. Chưa có con co đam. Từ nữa tôi nghĩ là sẽ phải kẹp thêm bit vào. Chơi 4 bit. Kẹp sâu kẹp sói vào anh em ạ. Bắp đi. Ờ bắp đâu đấy. Bắp lại vào con ách thì kia phí quá nhờ. Ok, chắc thằng này ăn được rồi. Vẫn ăn được. Hay quá. Chuối giữ được cộng 8 cái này. Được quá nhờ. À đây rồi. Úi giời ơi. Hai con cây vào anh em ơi. Hai con cây vào. Thay con gì ra? Con này à? Đấy không? Đây. Thế bỏ đỏ ra vậy. Thôi bộ đỏ này không dùng nữa anh em ạ. Thôi. Tạm thế thôi, tí nữa là kẹp bit vào thôi. Rồi bây giờ 2 bit, kẹp 2 cây. À kẹp 2 con unicorn. Đấy, sau tí nữa có con cây nữa thì bỏ con orc ra là xong, đúng không? Bỏ con orc ra thêm con cây nữa vào hoặc là lên 8. Kẹp con CM bỏ con orc ra. Con orc này nó chỉ đầu game thôi anh em ạ, sau bỏ đi thôi. Gấp đôi hồi máu này. Như này là gấp đôi hồi máu này. À gấp 3 lần hồi máu luôn chứ. 3 con unicorn mà. Cái này thì không sợ. Hồi máu nhiều như này. Ui anh em nhìn thì con cây kìa. Con Wacoset là hồi máu kìa. Máu sắp chết hồi phát đầy luôn. Kinh thật. Hay quá. Giả không. Không chơi không chơi không chơi. Gladiator không chơi anh em nhá. Chuyện này đã xác định là gấp 3 lần đẻ mà anh em. Rồi đây rồi. Sâu nữa này. Đây rồi. Hay quá. Rồi. Cho sâu vào. Hai con sâu một sao cũng được nhờ. Hai con sâu một sao cho vào thay cho con orc vào là được. Ui dồi, nhìn kìa. 6 hunter à. 1, 2, 3, 4, 5. Ôi vẫn chưa đủ. Chưa đủ 6 hunter anh em ạ. Đây 15 con thôi, thiếu con gì, con cung đen. Ờ thế thì tôi vẫn ăn được. Thoải mái đi bạn ơi. Thoải mái bạn ơi. Kể cả là có 3 hunter thì vẫn không thể đánh được bộ này. Trâu lắm. Lấy thịt đè người anh em. Ui ui, đẻ kinh không kìa. Ui dồi, 18 máu. Dã man. Ui tôi chết rồi, lại tạo nghiệp rồi Tuấn ơi. Mẹ trận này thế nào bị chửi kinh sấp mặt luôn đi anh em ơi.
Trận này khả năng bị chửi sấp mặt. Trận này bây giờ còn kẹp thêm được cả hai con mèo này, hai con sâu ở level 8 cơ anh em ạ. Level 8 là hai mèo hai sâu, hai mèo hai sâu, sau đó roll kiếm con cây nữa, kiếm con cây hai sao nữa. Ui rồi đẩy khủng khiếp luôn, quá kinh khủng. Ôi tôi chết rồi. Thế này là con cây kia nó sẽ không đẻ được đúng không? Đúng rồi. Như này là cây nó sẽ không gọi được đệ. Bộ này chỉ thiếu mỗi đam thôi anh em ạ. Tí nữa phải kẹp 4 bit vào thì mới đủ đam được. À không, nhưng mà tôi có mèo. Tôi có hai mèo ở đây thì cũng có đam đấy. Có hai mèo thì cũng có đam, yên tâm. Đây mới ra 15 thôi mà hai con mèo một vẫn ổn. Sói này. 4 bit à? Roll cái đã. Ôi giời, gấu luôn này. Thế thì roll tiếp hay là lên 8 nhở? Lên 8 kẹp 4 bit vào không? Roll cái lửa anh em ạ. Roll thêm đi. Roll cái lửa. Phần phần quá nhở. Thôi áp cấp. Áp cấp vậy. Thực ra tôi đang phân vân giữa cái việc là roll cái con cây nó lên 3 sao với cái việc là up cấp để kẹp được vào 4 bit. Mà thôi, up cấp đã anh em ạ. Lên level cao có cái tỷ lệ ra được cái con cáo ấy là chúng ta có 6 bit luôn. Rồi còn tầm này đẩy thì cũng là kinh khủng rồi. Tí nữa cái việc kiếm cái con cây chúng ta có thể kiếm sau cũng được. Ơ vớ vẩn, cẩn thận lại mất chuỗi này. Ăn được không? Ăn được chứ, làm gì thua này. Hay quá. Được quá nhờ. Rồi. Hay quá anh em ơi, cắt chuỗi luôn. Sói tiếp này. Up luôn, cho sói vào. 4 bit anh em ạ. Rồi. 4 bit cái đã. Rồi bây giờ cứ roll ra con cây 3 này. Bây giờ có đủ 4 rui rồi, đơn giản rồi. Tuy nhiên là nếu mà chơi như thế này ấy, mà kẹp mèo thì chúng ta sẽ không thể kẹp được là hai con cây Whispersia ấy. Là không thể kẹp được hai con cây Whispersia lên 2 sao đâu anh em ạ. Bởi vì nếu mà ra được cái con Whispersia lên 2 sao ấy, chúng ta đưa vào bàn cờ nó sẽ lên 3 sao luôn. Đấy, nên là bây giờ chỉ có cái là kẹp vào là ba con Whispersia 3 sao rồi, chứ còn 2 sao không chết. Ơ sao thua? Thua được cái bộ rồng này á, vãi thật. Ôi, vô lý thế nhở. 4 bit rồi còn có cả 3 sao ở đây rồi mà vẫn thua được cái bộ rồng toàn 1 sao với cả cái con God of War. Con God of War 2 sao chắc đam chính, chứ còn cái bọn rồng kia bắn thì con thấm đi đâu nhở. Vô lý thật. Chỉ trách là cái đội hình này nó không có đam thôi anh em ạ. Đội hình này chính vì là không có đam nên là không thể ăn được ấy. Còn nếu mà có đam thì chắc là vẫn ăn được. Do không có đam, mấy con đệ gọi ra thì đam nó bé mà. Phải 6 bit cơ mới mạnh được. Rồi gặp bộ line này là ăn được này. Bit là chơi được. Mình có bit là mình chơi được bộ line. Thậm chí nó còn đẻ nhiều chứ. Ở đây kẹp hai sâu này. Hai sâu cây cũng đẻ ra này. Đẻ nhiều luôn ấy. Ui. Ui rồi ôi, anh em nhìn kìa. Vai cứt. Ui lại là Vũ Hùng này. Tôi nhớ tôi đẩy ông này cái lần đầu tiên gặp đẩy ngay ở round 5 mất 7 máu à. Ui rồi ôi, lại tạo nghiệp rồi. Tuấn ơi về. Ui rồi 18 máu à. Về quả này Vũ Hùng cay lắm đấy. Rồi cay lắm. Cảm thấy xót xa cho Vũ Hùng. Mẹ đẩy dã man. Hai lần gặp và đẩy giảm đi là 1/4 máu rồi anh em. 25 máu, 2 round. 2 round gặp mất 25 máu. Mất 1/4 máu, dã man. Nhưng mà thôi nói chung là cũng may cho Vũ Hùng đấy. Mà gặp ở round 18 đấy anh em ạ. Chứ còn thử gặp ở cái round 19 này là con đẩy nhiều hơn. Đấy, lên được con sâu 2 sao rồi, lên được cả con gấu 2 sao này thì chắc chắn rồi. Là nếu mà gặp round này thì còn mất nhiều máu hơn cơ. Đấy, may mắn đấy. Rồi đây này, để xem thằng này mất nhiều máu không này. Ừ rồi, thằng này mất nhiều máu hơn cả Vũ Hùng luôn. Quá đen. Khi mà đã gặp tôi ở round 19. Ồ, thôi xong rồi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, bao nhiêu máu đây?
bao nhiêu máu đây? 23 máu. Thấy chưa, anh em thấy Vũ Hùng vẫn còn may mắn chán anh em ạ. May mắn lắm mới gặp tôi ở cái round đấy đấy. Chứ còn lại gặp ở round 19 thì đâu còn không còn gì để còn có thể là đau xót hơn đâu. Có khi gặp round 19 có khi quit luôn. Tôi gặp những cái trận như này là có khi là tôi cũng quit. Cây lên được 3 này. Rồi, nói chung là dừng lại ở 8 luôn anh em nhá. Dừng lại ở 8 luôn thôi. Chúng ta sẽ không lên 9 nữa. Kiếm 6 bit là ngon nhất. Kiếm được đủ 6 bit rồi cây 3. Đấy, sau rồi cũng là đẩy luôn. 6 bit cây 3 thì cũng là đẩy. Anh em ạ, tạm thời thì có thể là mèo cho ra đã. Con mèo tạm thời cho ra. 6 bit kết hợp với cả 2 con cây là 8 rồi, level 8 rồi anh em ạ. Rồi. Lấy cái gì đây? Cái giáp. Giáp phản. Được không? Rồn cái nào. Ơ kìa. Cây đâu? Ra đi. Úi giời ơi. Thôi xong rồi anh em ơi. Nỗi đau bây giờ là mới thực sự bắt đầu cái này. Tôi nghĩ là những cái người còn lại lên ước là sẽ không gặp tôi đi. Không là đau lắm đấy. Ôi, ai sẽ là cái nạn nhân đầu tiên của tôi đây? Ai sẽ là cái nạn nhân đầu tiên đây? Ôi rồi ơi, tại sao lại là Vũ Hùng? Rồi ơi, Vũ Hùng ơi, tôi quà này thì tôi xong rồi. Hôm nay tôi sẽ kể cho anh em nghe câu chuyện của tôi. 3 lần gặp Vũ Hùng và cả 3 lần tôi đều đến như một cơn gió và mang theo nhiều niềm đau. Ôi rồi, đẩy kinh quá anh em ơi, về bao nhiêu máu đây? Vãi, 27 máu. Mẹ ơi, sau 3 lần gặp tôi thì Vũ Hùng bây giờ chỉ còn 27 máu đấy ạ. Đéo đâu, 23 máu. Ôi ôi, tôi xong rồi. Kinh khủng khiếp quá anh em ơi. Bây giờ sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ai sẽ là cái nạn nhân tiếp theo của tôi đây? Trời ơi, quả này nói chung là xác định là trận này thế nào, ăn chửi nhiều rồi anh em ạ. Khổ quá, bây giờ tôi còn đủ 6 bit nữa ở đây thì thôi xác định luôn là cái trận này ấy, là thế nào cũng mang nhiều là uất hận đến từ vị trí của 7 người chơi còn lại. Tôi nói thật với anh em, nếu mà cái quả vừa lấy mà không gặp cái thằng rồng kia thì là chắc là tôi vẫn có chuôi đấy. Nếu tầm này tôi vẫn có chuôi đây anh em ạ. Ôi rồi anh em nhìn kìa, trông kìa, dã man không kìa. Đấy, mặc dù là vững thắng ấy nhưng mà round này là cũng không đẩy được nhiều lắm, đẩy vừa vừa. Ôi, thế là cũng được rồi, mừng cho bạn, mừng cho bạn. Mừng cho bạn, mừng cho bạn. Thôi rồi, cũng có người là không bị đẩy nhiều thì cũng được, thì cũng đỡ anh em ạ. Tôi cũng chỉ mong là bây giờ là đẩy người ta ít thôi. Đẩy người ta ít thôi để chúng ta bớt đi cái phần oán hận đến từ vị trí của 7 người chơi còn lại anh em ạ. Nhá anh em nhá, nó đỡ đi. Đây rồi. Lancer không chơi nhá, trận này quyết định là chơi siêu đẻ thôi, không chơi anh em ạ. Chúng ta có chỉ ui được cây nữa này. Rồi sẽ 2 con cây nha anh em nhá. 2 con cây 3 sao mà xác định từ đầu rồi. Đấy. Lên 9 là kẹp vào được 1 con cây nữa. Sau đó vứt cái con Wagwagset đi, thay con mèo vào là xong. Rồi ok. 6 Hunter liệu rằng là có thể ăn nổi tôi không? Tôi nói thật bây giờ tôi vẫn chỉ mong là đẩy ít thôi. Đừng có đẩy nhiều quá như thế. Rồi ôi đẩy nhiều quá. Đừng có đẩy nhiều. Trời ơi, đẩy nhanh quá. Ui dồi ôi, đẩy thằng này còn có 5 máu kìa. 20 máu ra vừa rồi ạ. Dã man. Thôi, đừng có đẩy người ta nữa. Đừng có đẩy người ta nữa, đừng có đẩy người ta nữa. Đừng có đẩy người ta nữa. Tôi không muốn đẩy một chút nào hết. Đấy là không phải lỗi của tôi nhá. Chỉ là do anh em viewer thích tôi chơi cái bộ này thôi. Khắm vãi đái luôn ạ. Tôi đâu có muốn là gây thù chuốc oán với ai đâu. Khổ. Nhưng mà chơi cái bộ này trông, trời ơi, trông sao mà nó vô liêm sỉ quá anh em ơi. Khắm lọ quá. Thôi đừng có đẩy nó nữa. Để tránh cái gây thù chuốc oán đi. Thôi đừng đẩy nó nữa mà. Nhá, đừng có đẩy nữa. Mất thì mất ít máu thôi nhá. Rồi. Ơ nhưng mà sao tôi trông có vẻ như là tôi thua nhở? Ok. Ok. Thua như này.
Tôi chỉ muốn là nó không đẩy ít máu thôi, chứ tôi đâu có muốn là nó thua đâu. Ôi giời, chán thế nhở. Ừ, nhưng mà không sao. Chúng ta vừa rồi chúng ta không đẩy người ta, chúng ta thua, chúng ta biếu người ta cái chuôi là chúng ta có thêm bạn rồi đấy. Thôi bây giờ thêm bạn bất thù anh em ạ, à, cũng được. Thế thì cũng được anh em. Dù sao thì tôi cũng nghĩ là trong 7 người chơi thì có 6 người là kẻ thù, thì ít ra chúng ta cũng phải có một người là bạn. Thôi được, cũng được, cho cái chuối món quà ra mắt anh em nhá. Rồi cũng đỡ anh em ơi, thế ít ra có một người không chửi mình. Thế là được rồi. Ôi chết rồi, bây giờ tôi tâm này lại mấy gặp mấy ông còn lại lại đẩy một đống đây. Ai, bây giờ tôi lắp cái này vào này mới gọi là khắm này. Đây. Ôi phải lắp cái này vào anh em ạ. Cái này nó mới giảm hồi chiêu, nó mới vãi cứt. Ui rồi ôi, tôi gấp. Đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Dấu ấn tự nhiên. Dấu ấn tự nhiên với cả dấu ấn hổ phách đúng không? Rồi ok. Ui rồi ôi, đây rồi, cơ hội để lên con cây 3. Được không nhờ? Được đấy. Hai con cây 3 lên 9 kẹp mèo anh em ơi, ba con cây. Đúng như nguyện vọng của các anh em nhá. Rồi. Nào sẽ là cái lợn nhân tiếp theo đây. Tôi nói thật với anh em, bây giờ có cái dấu ấn tự nhiên rồi thì cái khả năng đẩy nó còn càng có kinh khủng khiếp hơn nữa anh em ạ. À. Chắc chắn là như thế rồi. 9m à? À 9m thì có vẻ như là sẽ thua. Chỗ này có 9m. Ui. Ui rồi, tôi trận này có vẻ như tôi bị đẩy nhiều anh em ơi. Ôi liệu có phải là bị nghiệp quật không nhở? Tôi chết mẹ rồi, nhiều máu thế. Ôi. Có khi nào bị nghiệp quật không nhở? Vãi đái thật. Cho giữ máu à? Yên nhá, từ từ nhá. Không 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 không. Ôi tôi chết rồi, hết slot rồi này. Hết slot rồi. Ui tôi không xong rồi, hết slot mất rồi. Thôi từ từ anh em ạ. Vớ vẩn là xử lý chậm là toi đấy. Mất bài đấy anh em. Từ từ thôi, bình tĩnh. Đưa một con cây lên 3 nữa nào, lóc lại. Tôi trong lúc đưa con cây lên 3, tôi kiếm con sói 3 và tôi kiếm luôn con sâu 3 nha anh em nhá. Cho hai con này lên 3 luôn. Sói 3 với cả sâu 3. Ui thằng này mạnh ấy nhở. Ui. Khỏe thế. 6 Glacier khỏe thật đấy. Ui vớ vẩn này, bị nghiệp quật này, đang thua này. Rồn tiếp. Ui lại ra mèo này. Chết rồi. Thế này thì nhiều quá nhở. Hàng chờ của tôi nó đầy mất rồi. 31 máu này không thể roll hết tiền để ra ở đâu anh em ạ. Thôi. Bình tĩnh, bây giờ chúng ta phải tìm một giải pháp khác. Đập trứng luôn cho mèo. Ok. Bớt đi được một slot. Không được anh em ạ. Nếu mà quả vừa rồi còn 31 máu mà roll hết tiền để lên 3 sao nó khó lắm. Từ từ đã, con cây này vẫn chưa bán được. Wagwood set vẫn chưa bán được. Bao giờ phải lên Whispersia lên 3 sao thì mới bán anh em ạ. Chuyện này có cả 5 rồng mết à. 5 rồng mết. Ăn được không? Ăn được. Làm gì mà thua. Vừa nãy thua thôi. Ui cũng cần thua chứ. Ăn được. Ồ được, thế là tốt rồi. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Thôi từ từ đã, đợi tiền lên. Không làm gì hết. Bây giờ lại đợi tiền hồi 50 tiền anh em ạ. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Bây giờ chỉ có ra bài thì mới roll tiếp thôi. Chứ còn phải 50 tiền roll thì nó mới full được. Không đủ 50 tiền roll ở 8 thì không full được đâu. Đấy, bây giờ đã có đối thủ lên 10 luôn kìa. Kỳ thủ lên 10 rồi kìa. Ui, có thằng lên 11 luôn kìa. Vũ Hùng lên 11 rồi, ra 29 rồi. Dã man thật. À, nhưng Vũ Hùng à? Vũ Hùng lên 11 nhưng mà gặp tôi thì cẩn thận nhá. Oan oan tương báo đến bao giờ mới chấm dứt đây. Thôi rồi. À không. Đó bây giờ cho gặp Vũ Hùng đi. Vũ Hùng đẩy tôi một phát. Coi như là huề. Ừ đúng thế, huề nhá. Tí tôi quay sang đây đẩy tôi ba phát nữa huề nhau nhờ. Ờ hợp lý hợp lý hợp lý.
Tâm lý Vũ Hùng đẩy cũng không mất nhiều máu đâu. Cái bộ này đẩy mất tí máu à. Thằng này vừa lấy ăn tôi này. Bây giờ ăn không? Không ăn được. Được đấy. Round 30 rồi anh em ơi. Rồi không sao. Round này không làm gì hết. 50 tiền đã. Ui tôi vẫn đang ở level 8 mà nó lên hết 10 rồi kìa. Thế thì cái tầm này tôi lại đuối rồi anh em ạ. Tôi cứ ngỡ là với cái tốc độ đẩy của tôi ấy thì nó có thể đẩy nhanh được cái trận đấu. Nhưng mà đấy anh em thấy ra 30 rồi. Là nó là về late game rồi. Đây nó chính là cái phần đầu của late game đây. Bắt đầu là đến late game đây. Thì late game thì lại không ăn được. Tầm này toàn 6 Glacier hết rồi này. Không ăn được rồi. Tầm này thì mình lại đuối rồi. 6 Glacier đồ cũng có đồ luôn. Hai tia các thứ. Rồi cả 9m, 9m Rill à, chơi rớt à. 9m Rill vừa dưới luôn. Kèm theo cái bộ 5 rồng. Rồi, thế cũng yếu. Bây giờ mình yếu rồi, bây giờ tôi lại yếu rồi anh em ạ. Rồi chúng ta lại bắt đầu đuối hơn so với đối thủ rồi. Cái đội hình này nó phải ra được hai cái con cây 3 sao sớm. Rồi kẹp mèo vào cơ anh em ạ, đẩy nó mới nhanh được. Tầm này đẩy là bị chậm rồi. Đấy, lấy cái này đẩy cho nhanh này. Đấy, gọi đệ ra liên tục anh em ạ. Đấy, hổ phách nha anh em nhá. Rồi, roll nốt được cây 3 nào. Ra đi. Cây gấu 3 này. Được. Rồi, cây vẫn chưa lên 3. Thôi từ từ anh em, vẫn phải là giữ 50 tiền. Bởi vì là giữ 50 tiền thì mới lên được 9 anh em ạ. Chúng ta cần là phải là ra cây là lên 9 luôn. Anh em nhá. Ra cây lên 9 kẹp mèo vào luôn. Rồi, hơi đen nhỉ. Chúng ta cần thêm hai con cây nữa cơ mà. Đường còn dài. Úi giời, gặp Vũ Hùng này. Gặp Vũ Hùng này. Vũ Hùng ơi, cậu cắn nó tới một phát đi. Cắn nó phát đi cho hòa đấy, hòa đấy. Mình làm hòa nhá. Hòa nhá, Hùng nhá. Hòa nhá, nhưng mà sao tôi nhìn thấy là có vẻ như nó không hòa được ấy nhỉ. Thậm chí là bây giờ Vũ Hùng còn 11 máu đúng không? Ê, Vũ Hùng ơi, đừng có đi nhá. Ôi, tôi chết tôi rồi, họa rồi. Ui rồi, may quá, Vũ Hùng vẫn còn 4 máu. Trời ơi, tôi cứ tưởng là tôi mà đẩy Vũ Hùng đi, chắc Vũ Hùng thù tôi mất. Con game này chắc ghét tôi nhất mất. Dã man thật sự. Còn một con nữa thôi. Rồi, ghép cái chém lan cho con cáo đã. Bây giờ đuối rồi anh em ạ. Cây đuối rồi, phải lấy đồ cho cáo. Không là tí nữa toang ấy. Bây giờ là phải lấy đồ cho cáo để cáo nó gánh được đam anh em ạ. Nói chung là cái con cáo này nó sẽ clear cho tôi bớt đi. Để cho con cây nó bắt đầu nó đẻ thêm. Đấy, sau đó hội đồng thôi. Hội đồng là cái đống bầy nhầy, cái đống bùng nhùng sẽ hội đồng. Đấy, đông thì nó vẫn hơn đúng không? Đông ví dụ như là mười mấy con đánh một con thì chắc là vẫn ăn được. Đấy, nhưng mà vẫn phải có cáo để nó có thể là nó giải quyết như này này. Ôi, ui giời, cáo được đấy. Đấy, thế thôi, xong rồi còn lại sẽ là cái đống này solo. Ờ, nó không phải gọi là solo, nó gọi là hội đồng đấy. Rồi, ui giời, hai con sâu nữa này. Quả này lên sâu 3 nhá. Ok, chắc chắn rồi. Đây, sâu, cây, sói à, cũng được. Cây lên đi, cây. Đây rồi, hai con cây nhá. Ok. Đồn tiếp. Phải kiếm một con 3 sao nữa anh em ạ. Sói. Cần con sói để giải quyết cái vấn đề này. Ui đây rồi, hay quá. Được rồi. Giải quyết được cái hàng chờ rồi anh em ơi. Hay quá anh em ơi, mày thế nhờ. Rồi. Tuyệt vời. Thôi rồi, bây giờ đợi tiền lên thôi, xong lên 9 anh em ạ. Quả xả tiền hơi nhiều trong round vừa rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà không xả tiền hơi nhiều thì là nó sẽ toang cái hàng chờ của tôi mất. Rồi, thế có hy vọng là lên được mèo 3 và lên được cả cái con sâu 3 nữa anh em ạ. Tuyệt vời. Ok. Vậy là bây giờ đi từng nhà, đẩy từng nhà một. Đấy, bây giờ chỉ cần một con mèo nữa thôi này. Đấy, chỉ cần một con mèo nữa thôi là chúng ta lên được ấy rồi, lên được 3 sao rồi. Có trứng ở đây rồi, đập cho mèo anh em. Xong chưa? Đã xong chưa? Lên luôn, lên 9 luôn, kẹp mèo vào. Ok, đấy nhá anh em nhá. Đội hình siêu khắm lọ luôn, cực kỳ là khắm lọ.
Ở đây anh em có thể thấy là chúng ta kẹp tới 3 con cây vào, nó đẻ cho kẹp thêm cả bộ bít vào nữa anh em ạ. Ui dồi ôi, dã man chưa này. Dã man chưa. Trời ơi, con cây này nó đẻ cho nó khủng khiếp lắm nhờ. Anh em nhờ, chắc con cây này nó đẻ khủng khiếp lắm ấy. Đây, còn cả cái giảm hồi chiêu nữa này, giảm 20% luôn. Ôi dồi ôi, không khác gì bộ gót luôn nhá. Không khác gì bộ gót luôn nhá. Rồi ôi, nào xem nào, liệu rằng có thể ăn được kỳ thủ không? Cũng mạnh đấy, cũng mạnh đấy. Ồ, ồ, ăn được không, ăn được không? Ôi dồi ôi, không ăn được rồi. Cái bộ này nó mạnh quá anh em ơi. Thôi chết rồi, có vẻ nó clear rất khỏe ở đây. Không ăn thua, đẻ này không ăn thua mất rồi. Mà tôi bây giờ tôi hết tiền ở level 9 rồi anh em ạ. Kỳ thủ lên được level 10 rồi kìa. Đang còn giữ 25 tiền, tôi còn đang ở level 9 hết tiền anh em ạ. Thôi xong, thua rồi. Bộ này làm gì có đam đâu. Tôi không có lấy đồ đam cho con cáo anh em ạ. Thua. Thua thật không? Không dễ như thế đâu bạn ơi. Thực ra nhân vật chính ở trong cái con game này không phải là con Whisperseer, cũng không phải là con cáo. Tất cả những cái món đồ là những cái món đồ tanh, không phải là những cái món đồ gây đam. Và quan trọng nhất, trong số những cái món đồ đó có viên hổ phách, có tác động trực tiếp lên kỹ năng triệu hồi của tướng. Và cái con tướng có khả năng triệu hồi ở trong trò chơi này sẽ có khả năng khai sáng được sức mạnh tối thượng của nó. Tất cả những cái món đồ tôi lấy ở trong một trận đấu này cuối cùng cũng chỉ để dồn cho một con duy nhất. Và câu trả lời cuối cùng của tôi đó chính là chó sói. Rồi, bây giờ thì mời các anh em xem sức mạnh tối thượng con chó sói. Ồ, anh em nhìn thấy gì chưa? Con chó sói nó hóa sói liên tục kìa. Wow, anh em thấy chưa? Nào, bây giờ thì ai mới là người chiến thắng? Ồ, ồ, ôi dồi ôi, con chó sói nó gọi đệ liên tục anh em ạ. Đệ cứ chết là nó lại gọi thêm. Và anh em nên nhớ là khi mà cái con chó sói này nó gọi đệ thì đồng nghĩa việc là máu nó sẽ tăng lên. Wow. Trời ơi, bây giờ thì ai mới là cái người chiến thắng đây? Được không anh em ơi? Trời, dã man. Hay thế nhờ. Nào, bây giờ thì làm sao đây? Làm sao để có thể chiến thắng được cái bộ này của tôi? Trời ơi, chó sói này nó gọi là chó sói tối thượng rồi anh em ạ. Vẫn còn cơ hội cho đối thủ. Cơ hội duy nhất của đối thủ đấy chính là kiếm được cái con Lancer 2 sao. Đấy, gánh kèo. Thế thôi, 6 Glacier kết hợp với cả Lancer. Chỉ còn có cái cửa duy nhất đấy thôi. Còn lâu nhá, làm sao mà ăn được. Rồi ôi, anh em nhìn kìa. Úi, rồi đẩy nhiều luôn. Hay quá. Không có cửa anh em ơi. Tabu Witcher, Fallen Witcher. Không có cửa. Fallen Witcher này làm gì có cửa đâu. Trời ơi, con chó sói khỏe chua anh em. Đúng là tối thượng anh em ạ. Bí kỹ, bí kỹ, bí kỹ. Bí kỹ ở đây rồi, còn đâu nữa anh em ơi. Chỉ có vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần thôi anh em nhá. Chỉ có vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên kênh Game Today. Anh em sẽ thấy có rất nhiều những cái live up hay ho, những cái bí kỹ mà tôi tiết lộ cho anh em, để anh em dễ dàng anh em chơi ở trong game hơn. Đấy, đây nó là một cái bí kỹ cực kỳ kinh khủng nha anh em nhá. Ok, rồi, let's go. Nào, để xem bây giờ với cái con Lancer 2 sao. Rồi đồ chưa? Rồi đồ rồi đấy. Hay lắm, 3 tia cho Lancer. Liệu rằng Lancer có thể solo được với cả con chó sói này không? Ok, ok, ok. Rồi, tức là bây giờ chó sói phải đánh với cả 3 con đúng không? Ồ, rồi, úi rồi, bây giờ chỉ còn một con thôi. Nào, solo, solo. Solo đi, ồ. Ồ, anh em nhìn kìa. Máu của nó, ôi, máu tăng kinh đấy, kinh đấy, kinh đấy. Xứng đáng là đối thủ solo với cả con sói của tôi. Ây à, kinh đấy, kinh đấy. Úi rồi, úi rồi, úi rồi. Kinh đấy, kinh đấy. Ây à, kinh đấy. Úi giời, kinh đấy. Thế là solo được à? Được đấy nhờ, được đấy. Ây à, trận đấu này liệu rằng là có thể kéo dài mãi mãi không?
Nên nhớ là hôm nay tôi không buồn ỉa nhá. Hôm nay tôi không hề buồn ỉa và tôi có thể ngồi rất lâu ở đây. Ồ, solo à? À, được đấy. Hồi máu kinh đấy nhở, được đấy. Nhưng con sói của tôi nó cũng là bất tử. Ai à, được. Trận này gọi là căng. Kéo dài đấy, kéo dài đấy. Trận này lại một trong những cái trận kéo dài nhất trong cái trong con game này rồi. Wow, xem nào, kéo dài round thứ 40 rồi. Nhưng mà chưa hết đâu nhá, round 40 còn đồ thêm cho con này. Để xem là liệu rằng con Lancer này full đồ cam thì liệu rằng có thể ăn được con sói của tôi không. Cả hai đang còn rất nhiều máu. Tôi 52 máu, kỳ thủ 41 máu, cả hai đều rất nhiều máu. Và chắc chắn rồi, sẽ lên được round thứ 40-45. Với cái tình trạng như này, nếu mà hòa mãi như này thì khả năng là sẽ lên được round thứ 40-45. Đó là cái điều rất là bình thường luôn. Đối thủ quả vừa rồi đã coi như là bắt con sói của tôi bằng cái việc con tabu để ke ở đít. Nhưng mà tôi đã chuyển rất nhanh. Ồ, rồi, úi rồi, bây giờ như nào đây, vẫn là con sói solo với ba con anh em ạ. Sói lại bắt đầu hóa tiếp. Ồ, ồ, gần hết máu đúng không? Gần hết máu lại đây. Ồ, ồ, như nào? Ồ, nhìn này anh em này, 15.000 máu rồi. Tiếp tục, vẫn đang tiếp tục hóa anh em ạ. 17.000 máu. Ồ, như nào đây? Ui, 18.000 máu, 19.000 máu. Ui, vẫn tiếp tục tăng. Ui, 21.000 máu rồi. 21.000 máu rồi anh em ơi, vẫn tiếp tục tăng. Bao giờ mới dừng lại đây? 25.000 máu. Ui rồi, 25.000 máu rồi, đánh bao giờ mới chết bạn ơi. Úi giời, còn đâu bạn ơi. Úi giời, đánh Tết à. Ui, hòa rồi anh em ơi, lại hòa. Ui, gần 40.000 máu rồi anh em ơi. 40.000 máu, con sói 40.000 máu. Solo với Lancer. Ơ, vớ vẩn cắn chết con Lancer không? Không, hòa. Ui giời ơi, căng quá anh em ơi, lên 40 rồi. Round này chắc chắn con Lancer sẽ có một vài cái món đồ cam. Ít nhất là sẽ có thêm hai món đồ cam nữa. Và tôi cũng vậy, chắc chắn rồi. Round này tôi sẽ lấy cái gì? Chén thánh, không nói nhiều. Hy vọng sẽ có cái chén thánh em nhá. Để xem là với hai con mắc binh ở đây, liệu rằng con sói của tôi, liệu rằng có thể solo được với cả con Lancer không. Và nên nhớ là tôi vẫn đang đánh ở level 9. Và tôi vẫn còn có thể gia tăng sức mạnh bằng cái việc là đưa cái con mèo lên 3 sao à. Mà khi mà cái con mèo lên 3 sao ấy, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhá. Đơn giản thôi, bởi vì là cái con sói của tôi từ nãy giờ nó đang solo với rất nhiều cái con Glacier. Bởi vì tôi không thể clear được bọn Glacier nhanh. Tuy nhiên khi mà cái con mèo này lên 3 sao thì cái câu chuyện nó lại rất khác. Con mèo kết hợp với cả con cáo nó sẽ clear rất nhanh cái hàng Glacier. Và lúc đấy thì không phải là con cáo của tôi solo. Chắc chắn rồi, sẽ không phải là con cáo của tôi solo đâu, mà cái con solo nó chính là con Lancer. Rồi ok, để xem nào. Bây giờ thì anh em sẽ thấy là chúng ta có những cái món đồ dành cho con cáo. Nó chính là một cái chém lan như con cáo. Tuyệt vời anh em ơi, clear càng nhanh anh em ạ. Rồi chúng ta lên 10 thôi. Kẹp vào hai con mèo. Và chúng ta sẽ đợi cái con mèo này nó lên 3 sao anh em ạ. Ok, chỉ còn một con mèo nữa ra thôi. Và một quả trứng ở đây. Nào, liệu rằng là chúng ta có thể kéo dài trận đấu này đến mãi mãi không? Tôi nghĩ là không nhá anh em nhá. Không có cái chuyện đấy đâu anh em ạ. Rồi, let's go. Ồ, đổi rất nhanh vị trí. Bắt được cái con cua lên cái chơi rồi. Ồ, như nào. Ui, quả này tôi nghĩ là tôi thắng rồi anh em ơi. Ui anh em ơi, nhìn kia. Bây giờ là chính xác là cái con Lancer của đối thủ đang solo. Ồ, như nào đây, làm sao có thể solo được với một con sâu 3 sao và một con chó sói gọi đệ liên tục. Rồi, thôi xong rồi, kỳ thủ chỉ còn 4 máu. Cái quả vừa rồi tôi đã đẩy 14 máu. Và đây đó là cái trận đấu kết thúc rồi anh em ơi. Khi mà cuối cùng thì cái con mèo của tôi nó cũng ra. Trời, ông hoàng sở thủ tuần cơm rồi. Trận này toàn mèo này, gấu này, cáo này, chó sói này, sâu. Toàn xua, toàn thú thôi anh em ạ, toàn thú thôi. Và đây chắc là round quyết định rồi. Và cái round cuối cùng này thì tôi nghĩ là tôi lên bớt lời, tôi kiệm lời thôi. Để anh em có thể cảm nhận được, anh em có thể lắng nghe được hết những cái âm thanh của thế giới động vật hoang dã anh em nhé. Oh,
rồi ôi anh em ơi. Trận đấu kết thúc rồi. Có phải trận đấu này rất hay đúng không? Nếu anh em thấy hay, đừng quên like cho tôi anh em nhé. Xin được hứa với anh em, tôi sẽ ra nhiều clip như thế này hơn nữa anh em nhé. Anh em chỉ việc ấn like. Và nếu mà anh em muốn xem thêm các cái clip khác mà anh em chưa đăng ký, anh em có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi nhé anh em nhé. Rất là cảm ơn anh em. Và nếu mà anh em còn thời gian, đặc biệt là các anh em mà đam mê cái bộ sở thú này, thì mời các anh em ấn vào clip bên phải nhá anh em nhá, để anh em có thể xem tiếp một cái bộ sở thú khác rất là kinh khủng kết hợp với gà đỏ anh em nhá. Anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi sở thú kết hợp với gót. Ok, và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.